thế giới đã bước vào thế kỷ thứ 21. Sứ mệnh của một trường đại học bây giờ là gì? Dĩ nhiên là đào tạo sinh viên, cung cấp kiến thức và kỹ năng. Nhưng như vậy đã đủ chưa? Trong cái thời đại hiện nay thì người ta nhắm tới mấy cái vấn đề. Thứ nhất là học đại học cần phải gắn với cả thực tiễn xã hội và sự phát triển trong tương lai, bao gồm cả cái sự phát triển về nghề nghiệp, về việc làm và sự phát triển hoàn thiện về con người. Thì trường đại học Phú Xuân cũng như vậy, xây dựng dựa trên ba cái nền tảng lớn nhất mà bây giờ doanh nghiệp và trong xã hội đều cần, đó là thái độ, kỹ năng và kiến thức cho người học. Tháng 7 năm 2018 là mốc thời gian đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của trường Đại học Phú Xuân với việc tiếp nhận sự đầu tư từ Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ. Nhà trường đã tiến hành thay đổi toàn diện cơ sở 1 và cơ sở 2 theo hướng mở, thân thiện nhằm mang đến cho sinh viên một môi trường học tập thoải mái và hiện đại. Thái độ, kỹ năng và kiến thức là những từ khóa trong thông điệp giáo dục của trường Đại học Phú Xuân. Ngày nay tất cả các trường đại học đều cần phải thay đổi. Tại vì cái người học người ta rất quan tâm đến chuyện là học xong thì ra trường được cái gì. Nếu mà chỉ là được cái bằng đại học thì nó không có ý nghĩa nữa. Và thực tế rất nhiều các bạn trẻ mà có bằng đại học bây giờ ra trường vẫn thất nghiệp. Chính vì vậy, Phú Xuân hơn ai hết là cần phải thay đổi. Đổi mới đầu tiên là sự đầu tư cơ sở vật chất hiện đại. Mô hình Learning Office được triển khai tại trường Đại học Phú Xuân cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đây là mô hình trường đại học gần gũi với môi trường doanh nghiệp, giúp sinh viên làm quen với tương lai sẽ làm việc với phong cách chuyên nghiệp. Đó là một cái môi trường học thân thiện, cởi mở, hiện đại và hội nhập. Và cũng đồng thời thì đó cũng chính là một cái môi trường mà các em khi học, các em cảm giác là được đi học nhưng cũng như là được đi làm. Tức là mô phỏng theo một cái mô hình làm việc ở doanh nghiệp, đào tạo ra cho các em cái kỹ năng làm việc ngay tại trường. Điểm em tâm đắc nhất khi vào trường Đại học Phú Xuân là chương trình gói gọn trong 3 năm rưỡi với kết hợp với chương trình giảng dạy của nước ngoài. Đi cùng với cơ sở vật chất hiện đại là thay đổi phương pháp giảng dạy. Giáo trình giảng dạy của giáo viên được xây dựng theo phương pháp học tập theo dự án Project Based Learning. Với các phương pháp đào tạo tiên tiến này, sinh viên Đại học Phú Xuân sẽ được trang bị những kiến thức lý thuyết, đồng thời phát triển kỹ năng thực hành và làm việc thông qua các dự án học tập, Learning Project, rèn luyện tác phong và thái độ làm việc khoa học hiệu quả, kích thích khả năng sáng tạo của bản thân. Triển khai cái phương pháp giảng dạy hiện đại gọi là Project Based Learning. Thì cái phương pháp này giúp cho các em, mỗi năm học của các em, là các em ra trường nó tương ứng là một năm kỹ năng thực tế, tức là cái kiến thức các em đạt được nó ngang với một năm các em thực tế làm việc thực tế. Trường Đại học Phú Xuân đang từng bước đổi mới mình, phát triển và mang đến một cái môi trường học tập rất là tiên tiến dành cho tất cả các bạn sinh viên, không chỉ là dành cho sinh viên của Phú Xuân mà còn dành cho sinh viên cũng như là học sinh của rất nhiều các trường khác tại Huế. Trường đang đổi mới, đang xây lại hoàn chỉnh và thay đổi từ về cơ sở vật chất, thì em thấy rất là ổn. Trường luôn tạo điều kiện để cho sinh viên như tụi em phát triển trong học tập. Đổi mới từ trong cách nghĩ, trường Đại học Phú Xuân đưa ra quan niệm sinh viên là một nghề, rõ ràng là rất mới và nghe thật là tai. Phú Xuân Sharing chính là những buổi trò chuyện chia sẻ về nghề sinh viên mà trường Đại học Phú Xuân tổ chức dành cho tất cả những ai quan tâm và hoàn toàn miễn phí.
những câu hỏi muôn đời của sinh viên như mục đích học đại học là gì, liệu rằng chúng ta đã chọn đúng con đường mình đi, những khó khăn cần phải vượt qua, những trăn trở về tương lai, độ chênh giữa hoài bão và thực tế, hay là việc xa ướp như thế nào trong thời đại 4.0. Tất cả đều được các chuyên gia chia sẻ trong những buổi Phủ Xuân Sharing. Các bạn sinh viên thì thường là chạy theo bề nổi chứ không có quan tâm đến chiều sâu. Và khi mà chúng ta bắt đầu làm nghề thì chúng ta thấy là chúng ta mới ý thức được trong cái việc xây dựng hình ảnh của mình, trong cái việc là tuân thủ cái tính kỷ luật. Như vậy thì tại sao trong lúc mà chúng ta đang học ở ngôi trường đại học, đặc biệt là ở Đại học Phú Xuân, thì chúng ta không xem là sinh viên là một nghề, để mà chắc chắn là với một cái nghề thì nó có những cái yêu cầu của cái nghề đó, cái đặc điểm của cái nghề, cái tầm nhìn sứ mệnh của cái nghề, cái định hướng phát triển của cái nghề nghiệp. Thì nếu như chúng ta ý thức được rằng là khi trở thành là sinh viên, mình cũng đang làm một nghề, mình cũng đang đầu tư một cái khoản kinh phí, một cái khoản tiền để mà chúng ta phát triển bản thân của mình, để mà chúng ta có thể đầu tư và phát triển hơn trong tương lai. Nhằm thực hiện chiến lược hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, Trường Đại học Phú Xuân liên tục mở các khóa đào tạo lập trình viên để đáp ứng cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin. Những khóa đào tạo Digital Marketing 4.0 như thế này đã giúp các doanh nghiệp sử dụng Internet hiệu quả hơn trong việc quảng bá và bán hàng. Mà ngày nay, việc bán hàng qua mạng đã trở nên phổ biến và dự báo sẽ trở thành một kênh chiếm thị phần lớn. Định hướng đẩy mạnh đào tạo công nghệ thông tin ở Trường Đại học Phú Xuân cũng thể hiện sự chia sẻ trách nhiệm của nhà trường với chủ trương xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm công nghệ thông tin của cả nước, của tỉnh. Việc mà một trường đại học có những cái khóa học rất là đúng với thực tiễn này sẽ giúp các bạn học viên giống như là mình sẽ áp dụng được những cái kiến thức chuyên sâu và sẽ có một cái gọi là cái cách nhìn nhận rất là thực tế để đưa các kiến thức mình học vào thực tế như thế này. Mình rất vui vì nhà trường đã có những cái bước đầu như thế này trong cái việc là đi đầu để đào tạo một cái lĩnh vực rất là mới mẻ. Đại Phú Xuân là một trong những một bước tiến mới là thay đổi cách dạy và học để đảm bảo theo xu thế mới của theo kịp của thời gian hiện nay. Thì trong đến hiện nay thì trường Phú Xuân là một trong những trường đại học mà uy tín và triển khai những lớp đào tạo kỹ năng cũng như là về mặt tin mới thì nhất hiện nay trên đại học của tỉnh Thừa Thiên Huế. Sự biến đổi vận hành không ngừng của nền kinh tế thị trường dẫn đến nhu cầu nhân lực thay đổi. Sinh viên ra trường không xin được việc làm, thất nghiệp, trong khi nhà tuyển dụng lại không tuyển được nhân sự đúng yêu cầu. Đó là một trong những thực tại đầy mâu thuẫn của giáo dục Đại học Việt Nam và thị trường lao động. Đại học Phú Xuân đã thực hiện một chương trình hành động mới mẻ, đó là ký cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên. Đây là một chứng thực pháp lý thể hiện trách nhiệm đến cùng của nhà trường về kết quả đào tạo của mình. Thông qua những buổi ký cam kết này, nhà trường tái khẳng định cam kết với sinh viên, phụ huynh và xã hội về triết lý giáo dục đào tạo gắn với việc làm. Trong vòng 3 đến 6 tháng sau khi tốt nghiệp, 95% sinh viên Trường Đại học Phú Xuân sẽ có việc làm theo chuyên môn được đào tạo. Đó là lời hứa mà nhà trường phải thực hiện để giữ uy tín của mình. Tôi là phụ huynh ở Quảng Trị thì tôi cũng rất mừng là nhà trường có cam kết việc làm. Thì không mong muốn gì hơn thì tôi đã đặt niềm tin vào trường. Tôi thì là một phụ huynh ở ngoài Quảng Bình, đưa con vào đây học. Chúng tôi cũng muốn nhà trường đào tạo cho con em được tốt để sau này ra trường thì có một công ăn việc làm ổn định. Chúng em được nhà trường cam kết ra trường có việc làm, điều đó là điều làm chúng em yên tâm nhất. Em đã tốt nghiệp nhưng mà chưa có việc làm nên là em được biết đến là Trường Đại học Phú Xuân có các lớp đào tạo ngắn hạn nên em muốn đến tìm hiểu đăng ký học và để phù hợp với công việc sau này của em. Em chọn Trường Đại học Phú Xuân để đến và nghe tư vấn tuyển sinh là vì em được biết là ở đó cam kết là 96% những cái sinh viên ra trường là sẽ
có việc làm đúng với ngành nghề của mình yêu thích. Sau khi nghe các bạn tư vấn thì em rất là tin tưởng và rất là hứng thú với những cái chương trình học ở đó. Trường Đại học Phú Xuân đang thay đổi. Bạn có thể nhìn thấy điều này ở những việc làm nhỏ nhất. Từ việc trang trí thùng đựng rác thân thiện môi trường, cho đến những sinh hoạt ngoại khóa của sinh viên trong trường. Rõ ràng, việc vận hành của một trường đại học ở thế kỷ 21 bắt buộc phải có nhiều thay đổi để tồn tại. Bây giờ, kiến thức của trường đại học không đủ. Chúng ta cần phải xây dựng được cái tinh thần học tập suốt đời, tinh thần để luôn luôn cầu tiến, luôn luôn phát triển để có thể cập nhật kiến thức và phát triển trong cái thời đại mới. Tôn vinh giá trị giáo dục cốt lõi, đề cao xây dựng toàn diện, thái độ, kỹ năng, kiến thức cho sinh viên. Đó là sứ mệnh mà trường Đại học Phú Xuân xác định cho mình trong giáo dục hiện đại. Đó cũng là trách nhiệm của một trường đại học trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.